Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong một buổi tối ngày 21 tháng 3 năm 2024. Bây giờ là 19:30 và em đang có mặt ở công xã Paris thuộc địa phận quận Nhất Sài Gòn. Trước màn hình quý vị là đường Hàn Thuyên, bên phải là công viên 30 tháng 4. Khi màn đêm buông xuống thì mọi người bỏ việc. Những công nhân này họ cũng bắt đầu công việc từ bây giờ cho đến sáng hôm sau. Chúng ta đang đứng bên hông của nhà thờ Đức Bà này. Ở cái phần bên hông này là ít sửa chữa nhất vị. Công trình bị xuống cấp nhiều nhất ở phần đầu tháp chuông và ở phần phía sau này. Quý vị nghe những cái âm thanh rất là ồn đúng không ạ? Hiện tại thì bên trong họ cũng đang sửa chữa, vì công trình làm suốt đêm luôn, mọi người cũng đang rất là cố gắng rồi. Nhưng theo một số thông tin đó, thì nhà thờ Đức Bà phải qua năm 2027 thì mới xong, quý vị cũng chưa biết là đến ngày nào luôn. Trùng tu sửa chữa một công trình kiến trúc cổ rất là khó, quý vị. Và em thấy thì công nhân họ cũng làm suốt đêm nữa. Làm mới thì rất là dễ, nhưng mà giữ lại những công trình kiến trúc xưa thì rất là khó và tốn kém. Sài Gòn mình còn giữ lại một vài công trình kiến trúc cổ như này thôi, nên cố gắng mà gìn giữ. Chúng ta đang ở góc đường Hàn Thuyên và công xã Paris này. Em đi dọc đường công xã Paris để đến tượng Đức Mẹ, sau đó thì chúng ta sẽ qua bưu điện Sài Gòn. Đây giống một cái biệt thự của từ thời Pháp hay sao, nhìn rất là đẹp. Khu vực này có cái vỉa hè rất là rộng và đẹp. Càng về khuya thì ở đây càng đông. Các bạn trẻ đến đây để ngồi uống cà phê này vị nhiều lắm. Cái này có được gọi là cà phê cốc không ạ? Cà phê cốc là ngồi trên ghế luôn, này là ngồi dưới đất luôn. Những tấm bạc này là của người bán nước, họ trải ra đó quý vị. Ngồi xuống là tự động có người tới hỏi mình ăn uống gì thôi. Phía trước là trường tiểu học Hòa Bình này. Ngôi trường này cũng có từ rất là lâu đời ở đây rồi đúng không ạ? Họ trải bạc như vậy quý vị, nhưng mà của nhiều cái quán khác nhau ấy, chứ không phải một đâu. Nhưng mà em thấy khi mà họ buôn bán xong họ cũng dọn dẹp khu này sạch lắm. Trải bạc ngồi dài luôn, càng về khuya thì ở đây càng đông. Có khi cuối tuần là đây không có chỗ ngồi luôn vậy. Wow.
Đây có nhà sách Đức Bà Hòa Bình này. Em thấy ở vị trí này lâu lắm rồi mà chưa bao giờ em vào đây cả. Ta đang đứng ở góc công sở Paris và đường Nguyễn Du. Trong tòa nhà này có Đại sứ quán Canada này. Đoạn đường này trước đại dịch Covid đó, có rất là nhiều quán cà phê rồi những cái nhãn hàng có công ty của nước ngoài. Bây giờ họ trả mặt bằng dọn đi hết rồi vậy. Em đi sang đường để quay khu vực nhà thờ Đức Bà cho vị xem nha. Khu vực này họ bán hàng rong nhiều lắm vậy, nhưng mà cũng chỉ bán ngồi bán tạm thôi, khi nào mà có đồ thị tới thì chạy đi. Bạn trẻ ở Sài Gòn bây giờ rất là thích ngồi những cái kiểu như thế này nè. Em đi một vòng ở đây quay cho vị xem cảnh bà con mình sinh hoạt quanh nhà thờ Đức Bà nhé. Đô thị tới nên dọn đồ chạy nữa vậy. Nhiều người không có gửi xe mà đậu xe ngoài đường nữa vậy. Đô thị tới thì họ dẹp luôn cả người bán hàng vào những cái xe đó luôn. Thank you.
Nhà thờ tuy là đang trùng tu nhưng mà vẫn còn có làm lễ ở bên trong quý vị. Nhưng mà rất là nhỏ và số người vào cũng hạn chế, không phải ai cũng được vào đâu. Cái này chắc tập trung nguyên một lớp á, quá trời đông vui luôn nè. Những người buôn bán ở đây hay lắm. Trước khi mà xe đô thị tới dọn là họ biết trước hết à. Họ tranh thủ dọn hàng rồi thu tiền trước khi mà xe đô thị tới. Ủa, cô không đi hả? Em đến gần hơn để quay nhà thờ Đức Bà cho vị xem nha. Đây em thấy có bạn ghi là đang làm lễ nữa. Mà cửa của nhà thờ lúc nào cũng đóng như thế này hết. Trong đây có một cái khuôn viên cây xanh rất là đẹp luôn vậy. Thêm một số thông tin thì nhà thờ Đức Bà phải qua năm 2027 mới xong việc, vì hai tháp chuông rồi những cái khu vực khác nó hư hỏng rất là nặng và cũng chưa biết khi nào mới hoàn thành xong luôn. Phía trước thì đang trồng cây xanh nè. Ở đây có cái khuôn viên cây xanh đẹp ơi là đẹp. Em đi qua bưu điện Sài Gòn quay cho vị xem nha. Sài Gòn mình cũng chỉ có vài chỗ để du khách họ tham quan quý vị. Nhà thờ Đức Bà, bưu điện Sài Gòn, rồi chợ Bến Thành, chợ lớn. Cũng chỉ có vài chỗ thôi vị, đâu có nhiều đâu.
Bưu điện Sài Gòn thì buổi tối hay ban ngày gì cũng rất là đẹp. Nhưng mà bưu điện chỉ mở cửa cho đến 5 giờ chiều thôi. Khu vực trước bưu điện Sài Gòn này hồi xưa có rất là nhiều gánh hàng rong đúng không ạ? Bây giờ thì cũng có hàng rong nhưng mà họ bán theo kiểu khác rồi. Em đứng đây quay một vòng cho việc xem cảnh bưu điện Sài Gòn vào ban đêm nhé. Trên đường phố Sài Gòn bây giờ toàn là dân địa phương thôi, khách du lịch rất là ít. Đi thẳng con đường này sẽ tới Diamond Plaza và đường Duy Tân. Đứng ở góc này nhìn nhà thờ Đức Bà cũng rất là đẹp. Đây là vị trí hai tháp chuông. Thank you.
có máy tính ưu đãi cho mình không ạ? Rồi có một cái lô nhập đất này, đất này cũng đi đá. Sao không có gì? Ủa làm đâu chạy trốn mất tiêu rồi, đi chơi đây, bán cá viên chiên, bò viên chiên và những cái món thức ăn nhanh đó vậy. Chị này bán bánh tráng nướng. Chú này bán mực nướng, cá nướng, có cái máy xay khô này vậy, nhìn rất là cổ luôn. Chúng ta đang đứng ở góc đường Nguyễn Du này. Đi thẳng đường Nguyễn Du, ngược dòng xe đang chạy thì quý vị sẽ tới trường Trần Đại Nghĩa, xưa là trường Tape. Nhà thờ Đức Bà đi thẳng là đường Đồng Khởi, xưa là đường Tự Do. Ở vị trí này nhìn nhà thờ Đức Bà rất là đẹp quý vị. Và em cũng xin phép quý vị được khép lại video trên con đường này. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc. Nếu có những phút giây thư giãn trên đường phố cùng em thì đừng ngần ngại nhấn like, subscribe và chung bên cạnh, để có dịp thì chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong những video tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.